Em chào các bác nhé, lại em Lâm đây. Lại quay cho các bác một con Bala Solix. Con này thì bản cao cấp nhất của thằng Bala rồi. Thì em quay quay cửa hàng em trước để các bác mới biết kênh. Con này là của nó là Thanh Lâm Yamaha Shop, địa chỉ cửa hàng nhà em. Còn này, em đang ở tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới số 0975360433. Thì đập vào mắt các bác đây là một con Bala Solix. Con này thì nó là Bala hộp vuông. Thì hộp vuông là bản đời cao nhất của Bala. Thì đến 2017-18 thì nó chỉ ra form này, 2019 thì nó chỉ ra form này. Còn từ 2019-2020 thì em chưa thấy form nào mới của Bala cả. Chỉ thấy form này là form mới thôi. Bởi vì nó sản xuất thì nó chạy dùng dài một thời gian, chứ không phải sản xuất 2015 xong rồi đến 2016 bán không hết thì vứt đi đâu. Đấy, thì em quay luôn cho các bác. Thành vách này, mặt tiền này, mặt tiền này, thành vách này. Đấy, bên hồi trái này, đằng sau này, đây vấy này, không gấy, không dập, không nứt, không bể ở đâu này, hai vấy còn nguyên này, đấy, hai vấy còn nguyên, đây mặt phím đây, đấy, mặt phím đây, đấy, mặt phím đây, máy rất là đẹp luôn, đấy, máy rất là đẹp luôn, đấy. Chiếc này thì hiện tại ở bên cửa hàng nhà em đang bán giá chiếc này nó rất là bình dân luôn. Giá chiếc này em bán là con này nó lắp được cả đồi nguồn bên trong. Thì nếu như bác lấy kèm cả đồi nguồn, giá là 6 triệu đồng là kèm cả đồi nguồn. Còn bác nào mà không lấy đồi nguồn thì giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Còn các bác mà không lấy bảo hành nữa thì trừ tiếp đi 500 ngàn đồng. Bây giờ các bác mua chiếc này cả kèm đồi nguồn là 6 triệu đồng không bảo hành ở nhà em, thì chỉ bao chạy một tháng thôi thì giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Mà các bác mà không mua chiếc này mà không mua kèm đổi nguồn, chỉ lắp cái chống cắp điện của bác thôi thì giá nó chỉ là 5 triệu thôi. Nên là giá nó rất là bình dân. Đấy. Máy thì em bao cho các bác không nứt không bể ở đâu. Mặt phím này, thế các bác là quay mặt phím này. Mặt phím thì tương đối là đẹp luôn, không bị xước sát gì đâu nhá. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đấy, quạt đang chạy này rất là êm. Đấy. Con này thì nó hút 12 nít một ngày, chạy cho phòng từ 35 đến 40 mét vuông trở xuống. Đấy. Dòng Bala này thì nó chạy êm. Thì đương nhiên là chạy khỏe thì đương nhiên quạt gió nó phải kêu to. Nó có tiếng gió chém to. Chạy êm thì đương nhiên là tiếng gió nó sẽ êm hơn. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào lấy alo cho em. Đấy. Em xin phép em cũng kết thúc video ở đây. Để em quay trước khác thì em vẫn đang còn rất nhiều mẫu nhá. Đấy, em quay qua một chút xong em xin tắt video. Đấy, rất là nhiều mẫu luôn. Em xin chào các bác nhé.